em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. No, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Hãy cùng đón xem SBTN Voice được phát hình vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 trên hệ thống truyền hình SBTN. Hãy theo dõi trang Facebook SBTN Voice để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. SBTN Voice.